nhận biết 6 ngày vàng màu mỡ nhất trong tháng để dễ thụ thai. Y học đã chứng minh rằng trứng của phụ nữ sau khi rụng có thể tồn tại được 1 ngày, nhưng tinh trùng của đàn ông lại có thể tồn tại được 1 tuần. Chính vì vậy, nếu như chúng ta có thể tính toán sát ngày rụng trứng thì tỷ lệ thụ thai thành công là rất cao. Bạn rụng trứng vào ngày nào? Phụ nữ có tỷ lệ thụ thai thành công cao hơn nếu như quan hệ trước khi rụng trứng từ 1 đến 2 ngày. Và vấn đề đặt ra lúc này là chúng ta phải xác định được đúng 2 ngày đó. Thông thường, thời gian rụng trứng phụ thuộc rất nhiều vào chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ và thời gian hành kinh. Chu kỳ kinh nguyệt có thể kéo dài từ 28 đến 36 ngày, tùy vào từng người. Thông thường, chu kỳ kinh nguyệt sẽ bắt đầu sau khi trứng rụng từ 12 đến 14 ngày. Những bạn có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày thì trứng sẽ rụng ở giữa kỳ. Trong trường hợp chu kỳ ngắn thì có thể trứng sẽ rụng sau một vài ngày hết chu kỳ kinh nguyệt. Với trường hợp chu kỳ dài hơn thì trứng sẽ rụng sau 2 tuần kể từ khi hết kinh nguyệt. Để tăng tỷ lệ thụ thai thành công thì bạn nên quan hệ cách 2 đến 3 ngày. Làm thế nào để biết mình sắp rụng trứng? Nếu bạn quan tâm đến cơ thể của mình một chút thì không khó để nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình khi trứng rụng. Những dấu hiệu cơ bản để biết trứng sắp rụng như sau: xuất hiện chất nhầy ở cổ tử cung, xuất hiện đốm máu, chuột rút và đau lưng giáp một bên xương chậu, nhu cầu yêu tăng, xuất nhẹ. Kinh nguyệt không đều sẽ gây cản trở đến việc thụ thai của bạn. Kinh nguyệt không đều không có nghĩa rằng bạn không có cơ hội thụ thai thành công, chỉ là khó xác định thời gian rụng trứng mà thôi. Chính vì vậy, bạn nên theo dõi chất dịch nhầy của cơ thể để biết được ngày nào trứng rụng. Để đảm bảo chắc chắn về vấn đề sinh sản thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi chu kỳ của mình không được đều đặn. Vì nguyên nhân dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt không đều có rất nhiều, hãy để bác sĩ tư vấn cho bạn trong trường hợp cụ thể để đảm bảo tính chính xác của bệnh tình. Chế độ dinh dưỡng giúp bạn dễ mang thai. Thực phẩm và chế độ dinh dưỡng hoàn toàn có thể thúc đẩy quá trình mang thai của người phụ nữ. Vì vậy, bạn và chồng mình hãy xây dựng một chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý để thúc đẩy quá trình thụ thai diễn ra thuận lợi hơn. Trái cây, rau quả và những thực phẩm giàu tinh bột như cơm, ngũ cốc cung cấp những chất dinh dưỡng cơ bản trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong chế độ dinh dưỡng đầy đủ không thể nói đến vai trò của thịt lợn, gà, cá. Chúng cung cấp lượng protein cần thiết cho cơ thể. Không nên ăn quá nhiều cá trong một tuần, bạn chỉ nên ăn 2 lần một tuần mà thôi. Ngoài ra, bạn không thể bỏ qua sữa và các thực phẩm cung cấp sắt nữa nhé, bởi nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuẩn bị mang thai. Trên đây là những kiến thức cơ bản để nhận biết 6 ngày vàng màu mỡ nhất trong tháng để thụ thai và những lưu ý trong sinh hoạt cũng như ăn uống mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên biết để sớm có tin vui. Hãy lưu lại để luôn luôn sẵn sàng đón nhận một sinh mệnh mới nhé.